Nhìn đẹp quá. Cảnh đẹp hả? Dạ, dạ. Cảnh đẹp phải không? Đó, đu đủ người ta trồng đó. Đu đủ. Đó, củi của nội nè, của nội tới cái đường này nè, hồi xưa có cái đường ta đi nè, tới cái lùm chuối đó nó mới quặng trên trên đất của chị. Dạ. Yeah. Đó. Thì bây giờ cái này là qua chị chỉ là cái hàng rào đó đó, qua chị chỉ là của ta đó, còn bên đây là của nội nè. À. Thì bên đó là không phải. Không phải, của người khác. Đây nè, cái ranh đây nè, chạy vô tới nhà nội trong đây. Đây là cái đường ranh nè, hồi xưa có cái đường lớn lắm rồi, không có ai đi hết. Dạ. Cỏ nó lên đó. À, thì hồi trước cái này là cái đường mình đi. À, hồi đó cái đường đi. Mà cái lâu người ta không đi cái này. Không có ai đi vậy, em thấy không? Cái chạ nó rớt không có người dọn nữa, thấy không? Đây là đó, cái ranh tới đây nè. Cái này là cái ranh đó của người ta, của mình bên đây. Bên này à. Đó bờ tre này của mình nè. Đó. Bà nội ở nè, cái hào này đẹp lắm, nước trong lắm. Rồi mới rửa chén, rồi giờ không có ai hết trơn. Hồi đó đem ra ngoài này rửa chén là hồi lúc nội bà nội còn sống á. À, à. Bây giờ không có ai cơ chồng cái này. Có, đây nè, nhà nội đây nè, là hồi đó bây giờ con của bác Bãi ở. À, bây giờ có người ta. Cái anh Nam Việt đó biết không? À. Anh Nam á, hồi đó có hổng đi, có ăn, có đi chung. Ờ, dạ, có nhờ, Nam nhờ, Việt nhờ, thôi. Đi, 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 sang ngồi mâm, thay đổi mà nó. Lúc về ghé, đang quay. À, anh đang quay. Đó, bên đó không phải. Ê, cái này quay. Đó không phải. Quay bên đây nè, quay bên nhà nội nè. Ê, nó quay về đây nè. À, quay. Đây. 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 Nhà này á là ông nội của ba đó. Dạ. Nó là vậy á. Còn bên đây là ông nội của con. À. Ô, ông nội của ba. Miếng gì này? Tôi biết rồi. Biết ba ha, biết con nhà ba nhưng mà không ai biết ai đâu. À. Bên đây nó mát, không phải như quấy nhà kia nó tuyệt quá. Quay đi, quay nó lên nhầm nhầm nè. À, về khoảng 3 tuần rồi. Dạ. Bạn có tới gặp cô Hải Quan gì không? À, bạn có tới gặp chú Năng không? À, chú Năng à, không biết chú Năng là. Không biết nó đâu. Ở đâu? Sao ở Cali đó? Cali. Anh lúc hẹn anh Hồng là vô nói đi chơi với Năng hoài. Ờ, dạ, anh Long. Anh Long vậy. Ờ, Năng không biết. Ờ, dạ. Dạ 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 dạ. Sáng nữa mới sáng. Trời ơi mà.
nó về chiều qua về ở vui ngủ ở đây hả? À, đêm nay á. Rồi hôm giờ đi ăn sáng rồi chưa 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 Dạ. Nhớ bóng đạn không? Con của cô hai nó chơi điện thoại đem lên trước em đã làm cho lần nhé.